Trong video này mình xin nói sơ một số loại cây thuốc nam để giúp điều trị huyết áp cao cũng như là cân bằng lại huyết áp trong cơ thể chúng ta. Cây thứ nhất mình muốn nói đến với các bạn đó là cây hoa cúc. Hoa cúc là Tết và mình thường trưng trong nhà đó. Cây này trong đông y đó là một vị thuốc quý và cũng thường được nhiều người dùng. Và nếu các bạn xem phim thì trong nhiều phim thì người ta cũng lấy hoa cúc này đã làm bỏ vào nước ấm ấm để tắm, cái có tác dụng rất tốt là an thần và xả stress. Và cây hoa cúc thì hoa cúc nó có vị ngọt tính đắng, thường phải dùng để chữa bệnh sáng mắt và thanh nhiệt giải độc cho cơ thể. Và đặc biệt hoa cúc nó hỗ trợ trong việc làm đẹp da, chống lão hóa da. À, một số tinh dầu trong hoa cúc thì nó có tác dụng làm giãn các mạch ngoại vi và điều trị các bệnh huyết áp rất công hiệu. Và bài thuốc dùng điều trị huyết áp thì mình dùng hoa cúc kết hợp với một số loại cây khác như cam thảo và lá dâu, và mỗi ngày sắc lấy nước uống khoảng 2 đến 3 lần thì chứng huyết áp có thể giảm đi được phần nào. Cái thứ hai là cây hoa hòe. Hoa hòe thì cũng đã có trà, thường trong các siêu thị cũng thường bán. Và cái hoa hòe thì người ta dùng làm thuốc là một phần thường là cái dùng cái nụ của nó lúc mà nó chưa nở ra hoa. Theo nghiên cứu thì cái nụ nó chưa nở ra thì có tác dụng dược tính cao nhất. Nụ hoa sau khi đem thu hoạch thì mình cộng tách ra khỏi cành, sau đó đem sao thơm đi và phơi khô đi. Nó bảo tôi lọc hoặc là hãm uống như giống như uống trà. Thì hoa hè nó thường được dùng để phòng các chứng và cao huyết áp hay là sơ vữa động mạch. Các bạn có thể uống hoa hè hàng ngày thay cho nước, rất tốt cho sức khỏe, đặc biệt là những người cao huyết áp. Cây thứ ba mình muốn nói với các bạn là cây ít mẫu. Đối với cái ít mẫu thì cây này có tác dụng rất tốt đối với phụ nữ, đặc biệt là công việc điều trị, hỗ trợ điều trị bệnh kinh nguyệt và phụ khoa. Thì cây này rất tốt cho phụ nữ. Trong cái ít mẫu thì nó có chứa chất flavonoid, rutin và nhiều hoạt chất khác, nó giúp giảm huyết áp nhanh và ngăn ngừa các bệnh về thần kinh cũng như tim mạch. Và ít mẫu thì có thể chế biến vào dạng cao lỏng hoặc là cao viên để dùng. Dùng ít mẫu thường xuyên thì cũng giúp cho ta giảm stress, an thần. Đây là một nguyên nhân dẫn đến bệnh cao huyết áp. Cây thứ ba nó cây đổ trọng. Và cây đổ trọng thì chắc ít người biết. Có những người thường dùng thuốc nam, thuốc đông y thì có thể thấy cây này nhưng mà có thể người ta không nhận ra. Cây này là một loại cây thân gỗ và trong mấy cái đơn thuốc đông y cũng như thuốc nam thì các bạn thấy cái một loại vỏ cây mà nó giống hình da con rắn. Đó là cây đổ trọng bạn thường thấy trong các toa thuốc nam cũng như đông y. Cây này thì một trong những loại cây có tác dụng giảm huyết áp mà giúp điều hòa huyết áp. Thường thì mấy cái thuốc này mình kể trên thì thường phải dùng như một hai loại thuốc cây dược liệu khác nữa để có tác dụng tốt nhất. Cây tiếp theo mình muốn giới thiệu đến các bạn đó là cây nhầu. Và cây nhầu thì đây là một cây loại cây thuốc đông y nổi tiếng để hỗ trợ cách điều trị về huyết áp, cả cao huyết áp cũng như thấp huyết áp. Cái nhầu này nó có tác dụng điều hòa huyết áp rất tốt và đặc biệt là nó giảm chứng đau đầu, stress rất hiệu quả. Trong một video trước đây thì mình đã có nói về cây nhầu, các bạn có thể tìm xem lại. Cây nhầu thì các bạn có thể sao để sắc nước uống hoặc là có thể ngâm rượu. Cây tiếp theo mình muốn nói với các bạn đó là cái lá sen, lá của cái cây hoa sen đó các bạn. Cái này là một cây thuốc dùng để điều trị huyết áp rất hiệu quả.
và nó được dùng từ rất lâu rồi. Trong lá sen thì nó có công dụng là hỗ trợ giảm cân, giảm mỡ trong máu, giảm tình trạng sơ vữa động mạch rất tốt. Đó là những nguyên nhân mà thường gián tiếp gây ra bệnh tăng huyết áp. Nên khi dùng lá sen thì nó có tác dụng cân bằng huyết áp lại rất tốt. Ngoài ra thì trong dân gian có rất nhiều loại cây mà được người dân chúng ta cũng như các thầy thuốc đông y dùng để điều hỗ trợ điều trị các bệnh về huyết áp, cao huyết áp cũng như thấp huyết áp. Các bạn có thể tìm hiểu thêm. Trên đây là một số loại cây mà mình giới thiệu đã thường dễ kiếm trong dân gian chúng ta. Tuy nhiên mà cách dùng và thời gian dùng cũng như liều lượng dùng thì các bạn nên hỏi ý kiến các thầy thuốc đông y, cũng như tham khảo thêm xem những người trước đã dùng như thế nào, thì các bạn tùy vào tình trạng bệnh của mình mà dùng, không nên tự ý dùng một số lượng nhiều và thời gian lâu dài. Và tác dụng của thuốc thì thường thuốc nam cũng như đông y thì đây là một thuốc từ thiên nhiên nên thường không có tác dụng hiệu quả liền. Các bạn dùng phải trong thời gian dài, khoảng vài tuần hoặc là đến vài tháng thì nó tác dụng giảm bệnh nó mới rất rõ rệt. Nên các bạn khi dùng thì cũng không nên quá vội vàng mà từ bỏ ngang.